Ukraine đảo ngược tình thế ở Bakhmut trong khi Nga chuyển sang phòng thủ vùng Donbass. Tổng thống Putin nói Nga có 1.600 xe tăng mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn Ukraine. Nga bố trí vũ khí hạt nhân tới Belarus, Mỹ có phản ứng gì? Tướng Úc nói quân đội Ukraine mạnh nhất thế giới. Tổng thống Nga tin rằng đặc vụ Mỹ liên quan vụ nổ Nord Stream. Các tin tức khác, Tổng thống Mỹ đau buồn trước thảm kịch lốc xoáy khiến hàng chục người thiệt mạng. Venezuela bắt giữ 21 người liên quan đến tham nhũng trong ngành dầu mỏ. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zelensky ngày 25 tháng 3 nhận định lực lượng của Kiev đã xoay sở chống đỡ được các đòn tấn công của Nga bên trong và xung quanh thành phố Bakhmut. Hiện khu vực này đang dần ổn định tình hình. Song đó, tình báo Bộ Quốc phòng Anh cũng đánh giá cuộc tấn công suốt nhiều tháng của Nga nhằm vào Bakhmut đã chững lại. Nguyên nhân chính là tổn thất binh sĩ quá lớn. Bakhmut là một mục tiêu chính của Nga nhằm hướng tới kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass, nhưng Ukraine cũng quyết không từ bỏ. Các trận đánh ở hướng Bakhmut là khó khăn nhất với Ukraine hiện nay, nhưng nhờ vào sự cố gắng khổng lồ của lực lượng phòng vệ, tình hình đang ổn định dần. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Zelensky viết trên Telegram sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Tony Rodakin. Theo Reuters, một phát ngôn viên quân đội Ukraine là Serhiy Cherivaty cũng cho biết các cuộc tấn công của Nga xung quanh Bakhmut đã giảm từ hơn 30 lần mỗi ngày xuống chưa tới 20 lần. Mặt khác, các lực lượng thân Nga cũng tấn công các đô thị khác như Svatove và Adevka, một thành trì vững chắc khác của Ukraine, nằm ngay khu vực ngoại ô của thành phố thủ phủ Donetsk do quân Nga kiểm soát. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân Nga dường như đang tập trung củng cố các phòng tuyến và chuyển dần sang thế phòng ngự. Phía Moscow chưa bình luận về các thông tin trên. Bộ Quốc phòng Anh ngày 25 tháng 3 thông báo tiếp tục loại bỏ ít nhất 250 binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk trong vòng 24 giờ trước đó, hãng TASS đưa tin. Bên cạnh đó, TASS dẫn lời quan chức Felikha cho biết Ukraine đang tăng cường sử dụng chiến đấu cơ và lựu pháo ở hướng thành phố Kupiansk. Cụ thể, ông Andrei Morozko, trung tá về hưu và cố vấn cho quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhan tự xưng, nói rằng lực lượng phòng không của chúng tôi gần đây phát hiện sự tăng cường số lượng chiến đấu cơ và tần suất tấn công đường không của địch. Ông Morozko dẫn nguồn trinh sát Nga khẳng định Ukraine đang sử dụng linh hoạt các máy bay chiến đấu thời Liên Xô như Su-24, Su-27 và MiG-29 tùy theo từng mục tiêu. Ngoài ra, theo ông Morozko, trinh sát Nga cũng phát hiện Ukraine đã đưa thêm nhiều loại lựu pháo khác nhau đến các phòng tuyến ở miền đông, bao gồm các nơi Minkovka, Makovo và Chasivya. Những lựu pháo này gồm cả loại do Liên Xô phát triển và hệ thống pháo mà NATO viện trợ cho Kiev. Ông Morozko nhận định các vũ khí này có lẽ được gửi đi từ nguồn dự trữ của Bộ Chỉ huy Ukraine. Những thông tin được trung tá thân Nga đưa ra trong bối cảnh Ukraine có khả năng sắp tiến hành phản công lớn. Reuters cho biết nhiều chuyên gia quân sự nói Nga thể hiện rõ dấu hiệu đang cạn dần thiết bị, đặc biệt là xe tăng hạng nặng. Ngay sau đó, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trên đài truyền hình nhà nước rằng dự kiến chế tạo và nâng cấp tổng cộng 1.600 xe tăng trong vòng 3 năm tới. Ông Putin chỉ ra, con số này cao hơn nhiều khoảng 440 xe tăng mà Ukraine có thể nhận được từ phương Tây, theo kịch bản khả quan nhất với Kiev trong cùng thời gian 3 năm. Ngoài ra, ông Putin tiếp tục chỉ trích kế hoạch của Anh về cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine để sử dụng trên xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 mà London cũng đã cam kết viện trợ. Ông Putin lưu ý Moscow cũng dự trữ đạn uranium nghèo. Ông chủ điện Kremlin cảnh báo, Nga dĩ nhiên sẽ phản ứng theo cách nhất định. Chúng tôi cũng có hàng trăm nghìn loại đạn đó, vẫn chưa từng dùng đến. Đây tuyệt đối không phải là phóng đại. Hôm 21 tháng 3, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Anh Amber Goddard cho biết, trong số đạn dành cho xe tăng chủ lực Challenger 2 sẽ chuyển cho Ukraine, bao gồm đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. Theo bà Jody, loại đạn này hiệu quả cao trong tiêu diệt xe bọc thép và xe tăng hiện đại. Ngay lập tức phía Moscow đã phản ứng gay gắt. Tổng thống Putin cảnh báo, nếu chuyện chuyển giao đó của Anh xảy ra, Nga sẽ phải đáp trả tương xứng do phương Tây nhìn chung đã bắt đầu sử dụng vũ khí chứa thành phần hạt nhân. Phía Anh, Mỹ bác bỏ tuyên bố này, khẳng định đạn uranium nghèo là loại vũ khí phổ biến và London không tìm cách leo thang xung đột. Trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 3, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết bình luận của Nga là ngụy biện. Ông Kirby khẳng định, đạn uranium nghèo là loại đạn phổ biến, có khả năng xuyên giáp đặc biệt.
Nếu Nga đặc biệt quan tâm đến xe tăng và quân nhân của mình, họ có thể rút quân. Tôi nghĩ điều thực sự diễn ra ở đây là Nga không muốn Ukraine tiếp tục hạ gục xe tăng của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 cho biết Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus, đánh dấu lần đầu tiên kể từ giữa thập niên 1990, Moscow triển khai loại vũ khí này bên ngoài lãnh thổ. Ông Putin nói trên truyền hình nhà nước Nga rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từ lâu đã ủng hộ Moscow bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên đất nước ông. Tổng thống Putin lưu ý, việc này không có gì bất thường, Mỹ đã làm như vậy suốt hàng thập kỷ. Họ từ lâu đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới lãnh thổ các nước đồng minh. Chúng tôi nhất trí sẽ làm tương tự mà không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế. Tôi nhấn mạnh, kế hoạch sắp tới không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ quốc tế nào của Nga về không phổ biến các vũ khí hạt nhân, ông Putin khẳng định. Tổng thống Nga cho biết thêm, theo thỏa thuận với Belarus, Moscow sẽ sớm hoàn thành kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Nga hiện đang triển khai 10 máy bay tới Belarus, có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bên cạnh đó, tên lửa chiến thuật Iskander mà Nga đặt tại nước láng giềng cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân. Theo Reuters, Tổng thống Putin không nói rõ vũ khí nào sắp chuyển tới Belarus trong mùa hè năm nay. Belarus có đường chung biên giới với ba nước NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Tổng thống Lukashenko hiện chưa đưa ra tuyên bố mới. Theo Reuters, ông Putin đưa ra thông báo đáng chú ý trong lúc căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây liên quan cuộc chiến Ukraine. Thế giới đã nhiều phen nín thở trước lo ngại nguy cơ xung đột hạt nhân. Hãng tin Reuters cho biết, Mỹ, quốc gia sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân cao thứ nhì thế giới sau Nga, đã phản ứng thận trọng với diễn biến mới. Một quan chức cấp cao ở Nhà Trắng nói với Reuters rằng, Moscow và Minsk đã thảo luận về bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus suốt một năm qua, và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ dùng vũ khí hủy diệt. Chúng tôi không thấy lý do để thay đổi tư thế lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ, và cũng không phát hiện dấu hiệu Nga sắp dùng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi tiếp tục giữ vững cam kết phòng thủ chung của Liên minh NATO, quan chức giấu tên nói với Reuters. Một số chuyên gia nói với Reuters, thông báo mới của ông Putin cho thấy một sự phát triển mới đáng chú ý, bởi vì từ trước đến nay, Nga luôn tự hào là khác với người Mỹ. Moscow không triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ của mình. Ông Hans Christensen, người phụ trách dự án thông tin hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ nói rằng, đó là một phần trong trò chơi của ông Putin để răn đe NATO, bởi vì Nga có nhiều vũ khí và lực lượng hạt nhân trong lãnh thổ rộng lớn của mình, và việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus không có ý nghĩa lớn về quân sự. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại dùng để chiếm ưu thế trên chiến trường, thay vì có khả năng xóa sổ các thành phố. Hiện chưa rõ Nga có bao nhiêu vũ khí loại này do bí mật đã giữ kín từ thời chiến tranh lạnh. Thiếu tướng Úc về hưu Mick Ryan trong tuần này nói với tờ báo Kiev Post rằng quân đội Ukraine hiện có sức mạnh đứng đầu thế giới. Trong bài báo đăng ngày 23 tháng 3, ông Ryan đánh giá rằng lực lượng Ukraine đã chứng minh nhiều năng lực đáng nể trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, bao gồm phòng thủ tên lửa, phòng thủ máy bay không người lái và tấn công bộ binh ở tiền tuyến. Theo quan điểm của tôi, người Ukraine có thể sở hữu đội quân tốt nhất thế giới hiện nay. Ông Ryan nói với tờ báo Ukraine, họ tích lũy kinh nghiệm phong phú nhất về chiến đấu hiện đại. Họ đã chứng minh điều đó suốt 13 tháng này. Giờ đây, họ đã đổ máu, mất đi rất nhiều nam nữ thanh niên và cả một số chiến binh thiện chiến nhất. Tất cả để đổi lấy những bài học kinh nghiệm quan trọng. Chúng ta có rất nhiều điều phải học từ quân đội Ukraine. Trích lời tướng Ryan. Ông Masasian, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cùng ngày 23 tháng 3, nói với Newsweek rằng, ông Ryan hoàn toàn đúng khi nhấn mạnh về yếu tố con người trong tổ chức tác chiến và không nghi ngờ gì nữa, cùng với Nga, người Ukraine đang có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thời hiện đại. Như ông Ryan chỉ ra, chiến binh Ukraine thể hiện tốt hơn Nga. Tuy vậy, không thể nói Ukraine có đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Ông Sasian nói rằng, nhiều đơn vị Ukraine chỉ được huấn luyện chiến đấu 2-3 tuần trước khi ra chiến trường. Theo Reuters, một chỉ huy lữ đoàn Ukraine cũng kể rằng, toàn bộ lực lượng cũ gồm 500 người đã bị Nga vô hiệu hóa. Một số tân binh được bổ sung, nhưng thiếu hụt kỹ năng và tinh thần chiến đấu. Họ ngần ngại nổ súng, ném lựu đạn và dễ dàng rời vị trí khi đối mặt hỏa lực mạnh. Nga, cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, chưa bình luận về phát biểu của tướng Úc về hưu Ryan trên tờ Kiev Post. Gần đây, Điện Kremlin thừa nhận xung đột đã kéo dài hơn dự kiến, vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã chuyển từ chống lại chính quyền Kiev sẽ đương đầu với cuộc chiến ủy nhiệm của tập thể phương Tây do Mỹ, Anh dẫn đầu. TASS đưa tin,
Tổng thống Nga Vladimir Putin tán thành với thông tin của nhà báo điều tra người Mỹ Seymour Hersh rằng các cơ quan đặc biệt của Mỹ có liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream. Nhà báo Mỹ, hiện đã trở nên khá nổi tiếng trên toàn thế giới, đã thực hiện một cuộc điều tra và đưa ra kết luận rằng vụ nổ đường ống dẫn khí đốt được tiến hành bởi các cơ quan đặc biệt của Mỹ. Tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận đó, ông Putin ngày 25 tháng 3 khẳng định. Tổng thống Putin tin rằng sự thật về các vụ nổ trên đường ống Nord Stream cuối cùng sẽ được làm sáng tỏ. Tôi tin rằng sẽ rất khó để phơi bày chân tướng vụ phá hoại Nord Stream, nhưng một ngày nào đó, nhất định thủ phạm và thủ đoạn phá hoại sẽ được làm sáng tỏ, ông Putin nói thêm. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2022, nhà vận hành Nord Stream AG, công ty con của Gazprom, đã báo cáo thiệt hại chưa từng có với 3 trong 4 đường ống Nord Stream vào ngày hôm trước. Các nhà địa chấn học Thụy Điển đã ghi lại hai vụ nổ dọc theo các đường ống Nord Stream vào ngày 26 tháng 9 năm 2022 và ngày 18 tháng 11 năm 2022. Văn phòng công tố Thụy Điển cho biết các vụ nổ dọc theo đường ống là một hành động phá hoại. Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở một vụ án hình sự với tội danh khủng bố quốc tế. Nhà báo Hersh cho biết trong bài viết đăng ngày 8 tháng 2 năm nay rằng chất nổ đã được các thợ lặn của Hải quân Hoa Kỳ cài cắm dưới vỏ bọc của cuộc tập trận Bathurst 22 vào tháng 6 năm ngoái. Câu chuyện của ông Hersh trích dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đích thân ủy quyền cho hoạt động này sau 9 tháng thảo luận với các quan chức chính quyền phụ trách các vấn đề an ninh. Vào tháng 2 năm 2023, ngay sau bài viết của ông Hersh được công bố, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều cho rằng những thông tin đó là hư cấu. Người phụ trách báo chí thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, Adrian Watson, cho rằng câu chuyện của ông Hersh hoàn toàn dối trá và hư cấu. Người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Tommy Tauber cũng khẳng định tuyên bố đó sai sự thật. Chuyển sang các tin tức khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Bảy 25 tháng 3 gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của trận lốc xoáy kinh hoàng ở Mississippi, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở bang này và thêm một người khác tử vong ở Alabama. Ngoài ra, trận lốc đã san bằng hàng chục tòa nhà. Ông Biden bày tỏ đau lòng trước những hình ảnh từ Mississippi và cho biết ông đã nói chuyện với chính quyền địa phương, đồng thời gửi lời chia buồn và cam kết sự hỗ trợ đầy đủ của liên bang cho việc phục hồi. Ông Biden khẳng định các nhân viên và nguồn hỗ trợ liên bang sẽ gửi tới vùng thiên tai cho đến khi nào cần thiết. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để cung cấp sự hỗ trợ mà người dân cần để phục hồi. Theo thông tin sơ bộ, ông Nicholas Price, một nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ở thành phố Jackson, bang Mississippi cho biết, cơn lốc xoáy đã càn quét trong khoảng một giờ. Nó để lại một dải hủy diệt dài 274 km. Ít nhất 24 báo cáo về lốc xoáy trải dài từ phía tây Mississippi đến Alabama đã được gửi đến Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đêm 24 và sáng 25 tháng 3. Các vụ đụng độ đã nổ ra ở miền Tây nước Pháp hôm 25 tháng 3 khi người dân phản đối một dự án thủy lợi của chính phủ. Cụ thể, hàng nghìn người đã tuần hành ở khu vực Sainte-Soline bất chấp lệnh cấm tụ tập của chính quyền địa phương. Cảnh sát phải bắn hơi cay để trấn áp, trong khi người biểu tình ném pháo sáng và các vật dụng khác để cố gắng tiếp cận khu vực xây dựng hồ chứa. Bộ trưởng Nội vụ Thierry Damanin cho biết, chính phủ đã triển khai hơn 3.000 cảnh sát để ứng phó khi một cuộc biểu tình cũng xảy ra ở khu vực này vào tháng 10 năm trước, khiến nhiều người bị thương. Cuộc biểu tình ở miền Tây Pháp diễn ra trong khi phong trào biểu tình phản đối cải cách hưu trí vẫn đang tiếp diễn hỗn loạn khắp cả nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 3 phát biểu bảo vệ quyết định cải cách hưu trí của chính phủ. Ông không tán thành lời kêu gọi của một lãnh đạo công đoàn về việc đình chỉ luật hưu trí mới trong bối cảnh làn sóng biểu tình bạo lực đang diễn ra tồi tệ nhất ở Pháp trong nhiều năm. Tại Paris và nhiều thành phố khác hôm 23 tháng 3, nhiều cuộc đụng độ giữa đám đông biểu tình và cảnh sát đã diễn ra trên đường phố. Ngoài ra, hàng loạt cuộc tuần hành ôn hòa cũng tiếp tục tiến hành, thể hiện sự tức giận của đông đảo người dân về luật hưu trí mới ở Pháp, trong đó có quy định tăng tuổi hưởng lương hưu thêm 2 năm, từ 62 lên 64 tuổi. Trước diễn biến đó, Tổng thống Macron nói, "Chúng tôi sẽ không cổ suý bạo lực, tuyệt đối không. Chúng tôi không tạo ra cơ sở cho bạo lực và lên án điều đó một cách mạnh mẽ nhất." Trong bối cảnh hỗn loạn trên đường phố Paris, chuyến thăm cấp nhà nước của quốc vương Anh Charles III dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật ngày 26 tháng 3 đã bị hoãn lại. Trước đó, ngày 24 tháng 3, người đứng đầu Liên đoàn Lao động CFDB, ông Laurent Vauquier, đã kêu gọi Tổng thống Macron thực hiện một cử chỉ để xoa dịu mọi thứ. Giải pháp mà ông Vauquier đề xuất là tạm dừng cải cách hưu trí trong 6 tháng và tìm kiếm sự thỏa hiệp. Nhưng khi được hỏi về điều này ở bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Tổng thống Macron chỉ lặp lại những bình luận trước đó, rằng ông luôn sẵn sàng thảo luận về những thay đổi chính sách trong tương lai với các công đoàn. Ông nói thêm rằng,
luật hưu trí sẽ tiếp tục hành trình dân chủ của nó. Nếu Hội đồng Hiến pháp của nước Pháp nhất trí về tính hợp pháp của cải cách luật, các quy định sẽ chính thức có hiệu lực. Tổng trưởng lý Venezuela cho biết sau một cuộc điều tra chống tham nhũng mở rộng, 10 quan chức và 11 doanh nhân đã bị bắt. Lệnh bắt giữ 11 người khác cũng đã được ban hành. Trả lời phỏng vấn hôm 25 tháng 3, Tổng trưởng lý Venezuela Tarek Saab cho biết đây là vụ án lớn nhất trong những năm gần đây, liên quan đến nhiều quan chức, doanh nhân và cả những phụ nữ trẻ tuổi, tham gia vào các hoạt động của mafia như tham nhũng và rửa tiền. 21 người bị bắt sẽ phải đối mặt với các cáo buộc chiếm đoạt tài sản công, rửa tiền, gây ảnh hưởng và liên kết tội phạm. Đồng thời, các quan chức liên quan cũng có thể phải đối mặt với cáo buộc phản quốc. Reuters cho hay, cuộc điều tra ở Venezuela bắt đầu vào tháng 10 năm trước và tập trung vào các hoạt động của công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA. Theo đó, PDVSA có hơn 21 tỷ đô la từ các khoản thu thương mại kể từ năm 2020. Tuy nhiên, khoảng 3,6 tỷ đô la có khả năng không thu hồi được khi hoạt động xuất khẩu dầu thông qua hàng chục trung gian để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Sau khi cuộc điều tra được tiến hành, Bộ trưởng dầu mỏ Tarek El-Asami buộc phải từ chức và Tổng thống Venezuela vừa bổ nhiệm tân Bộ trưởng Pedro Teixeira trong tuần này. Được biết, dầu mỏ là nguồn cung cấp ngoại tệ lớn nhất của Venezuela. Trong 5 năm qua, văn phòng của Tổng trưởng lý Tarek Saab đã điều tra 31 trường hợp liên quan đến tham nhũng trong ngành này và truy tố gần 200 người. Ít nhất 13 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát ngay bên ngoài thành phố ven biển Rio de Janeiro của Brazil. Vụ việc xảy ra khi cảnh sát tiến hành truy quét băng đảng ở một khu vực lao động nghèo phía đông bắc Rio. Theo cảnh sát, những người thiệt mạng đều có liên quan đến băng đảng, tuy nhiên ba người dân cũng bị thương. Leonardo Costa Araujo bị cáo buộc là thủ lĩnh băng đảng đến từ bang Pará phía bắc, nằm trong số những người thiệt mạng. Ông ta có liên quan đến cái chết của một sĩ quan cảnh sát ở Pará trong những năm gần đây, và cảnh sát tin rằng y đang lẩn trốn ở khu vực. Tổ chức thiện nguyện bác sĩ không biên giới MSF cho biết đã giải cứu 189 người di cư ngoài khơi Libya vào sáng sớm thứ Sáu ngày 24 tháng 3. Những người này đến từ Bangladesh, Pakistan, Ai Cập, Eritrea, Syria và Palestine đã được giải cứu khỏi một chiếc thuyền gỗ khoảng 20 giờ sau khi họ khởi hành từ Libya. Chính phủ của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đang duy trì quy định buộc các tàu cứu hộ di cư phải cập cảng xa hơn về phía bắc bờ biển Ý. Các tổ chức phi chính phủ chỉ trích việc này, nói rằng họ phải di chuyển xa hơn, lâu hơn, làm tăng chi phí vận hành và giảm khả năng cứu người. Mọi thứ còn khó khăn hơn do chi phí nhiên liệu tăng cao, dưới tác động của xung đột Ukraine và lạm phát. Cảnh sát bang Texas, Mỹ cho biết hai người đã tử vong do ngạt thở và hơn 10 người khác cần được chăm sóc y tế sau khi lực lượng chức năng phát hiện họ bên trong một chuyến tàu chở hàng. Đây là những người di cư không có giấy tờ đã được trực thăng và xe cứu thương đưa đến bệnh viện ngày 24 tháng 3 ở phía nam Texas. Trước đó, các quan chức ở Duvalde, Texas đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp ẩn danh, thông báo rằng nhiều người nhập cư có thể chết ngạt bên trong một chuyến tàu. Cơ quan biên phòng Mỹ sau đó được thông báo về vụ việc và cho dừng ngay lập tức đoàn tàu ở hạt Duvalde của Texas. Giới chức cũng tạm thời đóng cửa quốc lộ 90 để trực thăng có thể hạ cánh. Các nhà điều tra Liên bang Mỹ đang xem xét nghi ngờ xảy ra buôn người trong vụ việc này, theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Năm ngoái, khu vực cũng xảy ra vụ việc thương tâm với 53 người di cư tử vong khi bị tội phạm buôn người đưa vào thùng xe container để vượt biên. Lính cứu hỏa ở đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc hôm 24 tháng 3 chiến đấu với ngọn lửa lớn, bao trùm một nhà kho ở khu vực Cửu Long nhộn nhịp. Khoảng 1.600 người đã được sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó, không có báo cáo về thương vong. Các nhà chức trách ở Trung tâm Tài chính châu Á đã nâng mức độ cảnh báo về hỏa hoạn từ mức 1 đến mức 3. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 3 theo giờ địa phương, mức cảnh báo cao nhất trong thang đo này là 5, trên nữa là cảnh báo thảm họa. Nhà kho bị cháy thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài nguyên Trung Quốc, một công ty do nhà nước điều hành, bao gồm các công ty con kinh doanh từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đến các sản phẩm tiêu dùng. Đại diện tập đoàn chưa bình luận về vụ việc. Tây Ban Nha đang chứng kiến vụ cháy rừng lớn đầu tiên trong năm nay. Giới chức cho biết là tính đến đêm ngày 24 tháng 3 thì đám cháy ở vùng miền đông Valencia đã thiêu đốt diện tích hơn 3.000 hecta và buộc 1.500 cư dân phải rời bỏ nhà cửa. Video được quay gần đỉnh núi Santa Barbara ở Valencia cho thấy những đám cháy dữ dội, khói bốc lên cao trên bầu trời đêm. Theo truyền thông địa phương thì 15 máy bay của cơ quan cứu hỏa Tây Ban Nha đang chiến đấu để dập tắt ngọn lửa. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết đã thiết lập nơi trú ẩn cho 600 người cùng với một bệnh viện dã chiến. Bộ trưởng Môi trường Tây Ban Nha Teresa Ribera cho biết là các vụ cháy rừng đang ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, dù chưa tới thời điểm khô hạn nhất của năm.
Trước đó, phía Nam châu Âu đã trải qua mùa đông khô hạn kỷ lục, làm giảm độ ẩm trong đất, đồng thời dấy lên lo ngại về sự lặp lại của mùa cháy rừng kinh hoàng vào năm 2022, khi có tới 785.000 ha đất bị tàn phá ở lục địa già, nhiều hơn gấp đôi so với trung bình của 16 năm trước đó. Đáng chú ý, theo số liệu của Ủy ban châu Âu, thì năm 2022 cũng đã là năm tồi tệ nhất về cháy rừng ở Tây Ban Nha. Tổng cộng có 493 đám cháy đã phá hủy 307.000 ha đất ở xứ sở Bò Tót. Chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.